À, kính thưa tất cả các quý thầy cô và tất cả quý đồng nghiệp, à, hội nghị à, của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội diễn ra vào tháng 8 tới trong một cái mùa hội nghị của rất nhiều các hội nghị trong cả nước và trên thế giới. À, chúng tôi cũng biết ở quý thầy cô, quý đồng nghiệp hết sức bận mỉu cho rất nhiều công việc, trong đó các công việc đi hội Bệnh Tuy nhiên chúng tôi cũng rất mong muốn được sự ủng hộ của tất cả các quý thầy cô, quý đồng nghiệp và quý lãnh đạo các cơ sở lớn về sản phụ khoa để làm sao cho hội nghị của chúng ta uh, có nhiều chuyên gia được biết đến lĩnh vực này và để cả nước chúng ta thống nhất với nhau về phương pháp quản lý sàng lọc, trần đoán, à, điều trị trong thời kỳ mang thai đối với các bảo thai có dị tật tim bẩm sinh điều trị trong thời điểm sinh ra cũng như là sau sinh và tôi rất hy vọng với kiến thức của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới thì tất cả các quý thầy cô quý đồng nghiệp chúng ta sẽ hài lòng với hội nghị của chúng tôi xin trân trọng cảm ơn à, xin trân trọng cảm ơn à, giáo sư nguyễn duy ánh à, như vậy là với độ riêng chương trình tôi cần hấp dẫn công tác chuẩn bị chú đáo chúng tôi hy vọng có sự tham gia của các bác sĩ không chỉ bác sĩ sản phụ khoa và các bác sĩ chuyên ngành quan để tất cả chúng ta cùng chung tay quản lý thai kỳ khỏe mạnh xin trân trọng cảm ơn